Hello, chào mừng đã quay trở lại với chế độ của mình. Mình là các hợp Elixir ra đây. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn hướng dẫn các bạn tải về một loại trò chơi, đó chính là Chocito Hero. Nhưng mà phải nhập về cái bộ phân lý lưới Titan này. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn xem. Ta phải tải cái rổ Happy Mon đó thì mới có thể tìm được. Sau đó bấm vào chỗ tìm kiếm. Trên lịch sử này mình đã có rồi. Trong hình chữ đắt. Bấm vào phiên bản khác. Đây là những loại tính năng khác nhau thôi. Nhưng mà cái tính năng mà mình thích nhất đó chính là cái phiên bản chuyển đổi việc sử dụng vô điều kiện các trò chơi trong 3 loại tiền tệ. Đó là cái phiên bản, đó là cái tính năng mà có thể giúp các bạn nhận được về Offer Liên Lưới Titan này. Tải về. Trước khi đã cái đặt xong phải bấm vào cái đặt dựng lên. Khi đã có rồi phải bấm vào cái đặt ngay. Xong rồi, bây giờ thì bấm vào mở. Đây, nhưng mà đây là cái phiên bản mà thuộc là hệ, đây là phiên bản V1.7. Về sinh hay nhân vật đó chính là ánh trăng của Angela và tia mặt trời của Hank. Bây giờ thì bấm vào chỗ nhân vật thì sinh nhật cái nhân vật này. Và chúng ta sẽ kết thúc tại sự tới đây. Nhớ ai nào muốn đăng ký kênh của mình sẽ làm clip tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những tập phim tiếp theo. Tạm biệt.